Câu hỏi 13: Hãy biết chấp nhận và tha thứ. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời câu hỏi 13: Hãy biết chấp nhận và tha thứ. Câu này dạy đức tùy thuận và tha thứ hiếu sinh ý hành. Con đường tu tập theo Phật giáo để làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết là một điều lợi ích thiết thực cho con người thế mà mọi người không tu tập thì uổng phí một đời người vì lợi ích lớn cho con người khi chúng ta đứng trước các pháp dù thiện hay ác chúng ta hãy vui lòng chấp nhận thương yêu và tha thứ mọi sự lỗi lầm của kẻ khác chính nhờ sự chấp nhận yêu thương và tha thứ mà chúng ta xả được tâm tham sưng si mạng nghi bởi vậy khi nào chúng ta có đầy đủ lòng thương yêu chấp nhận và tha thứ thì ngay đó thâm tâm chúng ta mới thanh thản an lạc và vô sự thật sự Nhờ thân tâm thanh thản an lạc và vô sự Thì chúng ta mới có đủ năng lực làm chủ Sinh và bệnh chết và chấm dứt luân hồi Cho nên muốn được tâm thanh thản an lạc và vô sự Thì chỉ có lòng yêu thương mới nhiếp phục được các pháp ác Con đường tu tập theo Phật giáo không phải khó chỉ khó là chúng ta không biết chấp nhận Không biết thương yêu và tha thứ Nên không buông bỏ tất cả ác pháp xuống được Do không buông xả ác pháp Mà thân tâm không được thanh thản an lạc và vô sự Nên tu mãi mà không có tứ thần túc Không có tứ thần túc Thì không bao giờ làm chủ sinh và bệnh chết Tu hành theo Phật giáo Mà không biết buông bỏ xuống tất cả chướng ngại pháp Không biết thương yêu và tha thứ Mỗi lỗi lầm của người khác thì dù có ngồi thiền nhập định cả một, hai tháng Một năm hay hai, ba năm Cũng chẳng làm chủ sinh già bệnh chết Và chấm dứt luân hồi Mục đích tu hành của chúng ta ở đây Là nhắm vào chỗ giải thoát ra khỏi nhà sinh tử luân hồi Chứ không phải đi tìm thần thông phép lạ Một thế giới siêu hình Hay ngồi thiền nhập định không ăn uống một tháng Hay nhiều tháng Ngồi bất động như người chết Như cục đá gốc cây vì thế, đức biết tùy thuận tha thứ và yêu thương là những phương pháp rất cần thiết cho con đường tu tập giải phóng sinh tử luân hồi của chúng ta.